Bắc Ninh, dịch COVID-19 tấn công học sinh tiểu học. Ngày 17 tháng 8, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 19 ca F0 có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại các huyện Lương Tài, Gia Bình và thành phố Bắc Ninh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 17 tháng 8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 19 ca F0 có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại các huyện Lương Tài, Gia Bình và thành phố Bắc Ninh. Trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Lương Tài với 16 ca, gồm thôn Đông Hương 1 ca, thôn Đạo Sử 4 ca, Tân Dân 2 ca và Phượng Giáo 1 ca, thuộc thị trấn Thứa, thôn Thanh Hà, xã An Thịnh 1 ca, thôn Lạng Khê, xã Tân Lãng 1 ca, thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh 1 ca, thôn Ngọc Trì, xã Bình Định 2 ca, thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa 2 ca và thôn Lai Đông, xã Trung Chính 1 ca. Huyện Gia Bình ghi nhận 1 ca tại thôn Ngâm Lương, xã Lãng Ngâm. Thành phố Bắc Ninh ghi nhận 2 ca tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương và khu 5, phường Đại Phúc. Tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 8, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.782 ca mắc COVID-19. Liên quan đến ổ dịch chi nhánh Viettel Post huyện Lương Tài, chiều 17 tháng 8, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, sáng cùng ngày trường tiểu học Võ Cường 2 có 19 học sinh và 4 giáo viên là F1 có liên quan đến ca mắc COVID-19 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trước đó ngày 11 tháng 8, trường tiểu học Võ Cường 2 tổ chức cho học sinh lớp 3A3 làm bài kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại phòng thi lớp 2A1. Phòng thi có 20 học sinh và 1 giáo viên coi thi. Sáng 17 tháng 8, thông tin từ cơ quan chức năng về học sinh lớp 3A3 là em HMD được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, nhà trường đã lập danh sách của 19 học sinh và giáo viên tại phòng thi 2A1 có liên quan đến trường hợp F0. Học sinh HMD là con của bà Vũ TT, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện ngày 16 tháng 8. Ngày 11 tháng 8, từ 9 giờ 40 phút đến 10 giờ, bà Vũ TT đến cửa hàng tại chi nhánh Viettel Post huyện Lương Tài và đến 20 giờ cùng ngày mới về nhà tiếp xúc với HMD. Sáng 11 tháng 8, bố cháu HMD đưa con đi thi, dì đón về. Vì vậy cơ bản không tiếp xúc đến nhà trường, cô Hoài thông tin thêm.